mềm ghép đúng không? Dạ có. Cái gì Viva hả? Có Imumi gì đó. Nó có trong đây nè. Kết hợp trong điện thoại. Ôi, lấy bánh xe. Quẹo vô lô đất của đại Trinh Long An. Còn khoảng mười mấy lô đất. Vì mười mấy lô đất này phải 40 chiếc xe đi. Ồ, người ta xây cũng nhiều rồi đó. Kỳ lên là chưa, mấy căn nhà đang ấy. Đường sáng ngon lành ha. Nhà mọc lên như nấm ha. Đường đây là đường 22 mét hả Dịch? Wow, wow. Sát thủ. Đó, hôm nay nó đi từ toilet qua phòng ngủ mà nó đâu có suy nghĩ gì đâu. Mới có 3 căn nhà lá nữa kìa. Vô. Rồi bây giờ mình xuống đây chọn. Đây bàn giao nhận đất 2 lô. Đây là đại gia đang nhận đất, giấu mặt nha. Khi nào bán á, một nữ đại gia rất là đẹp, trẻ tuổi. Có mấy chục lô đất ở đây. Này nhận hai lô chứ. Còn ai quan tâm mua từ từ muốn biết mặt đó thì tính sau. Anh giáo ơi, có cần đúng rồi. Hả? Đi giao đi. Nè cho một cái bản đồ nè, vô. Rồi, bản đồ luôn. Đi sao mình không kêu ông tài xế kia chở vô luôn đi. Không, mình không có nhờ anh tài xế kia đi xe. Là nó dẫn dùm đi cho tranh thủ đi công việc đó mà. Anh dẫn đi ha. Đây là toàn bộ mua đất kiếm từ hai người chờ những đất. Em mới chỉ đây cũng đây đoạn nè. Anh không thuộc cái gì họ này. Hết hầu. Anh này gì được mua bán gì đâu mà có cái văn bản này ghê. Một số lốc thôi, một số nền gia đèn bột hả? Có ai khách ở trong phòng hẹp chưa? Đây đây, khách ở đây.
bị là đi vô luôn đi đâu đi khoan khoan cái tao lấy cái rồi chú lên luôn đi vô trong cái động lắm có một cơ gặp có đậu số chứng minh lớn thủ ở trong đây nè con, đây nè. Chú giữ cái gì chị? Ê, hợp đồng kia đi ở trong ba lô của em á, chị để trong cầm luôn chứ đâu rồi đâu. Giao luôn á chị, giao luôn rồi dầm ra lại. Em chưa ủa vậy là có giao đất trong đó hả? Có bất ngờ. Cơ sở hạ tầng trường học đây. Khu dân cư này. Dân cư này là hiện hữu đúng không? Khu dân cư hiện hữu. Đây xong đi bộ đội trên đây luôn. Ôi, đường thông nhau đây. Đường này thông qua luôn nè. Có như vậy à? Đó. Đây là bệnh viện của Kiến Tường rồi. Bên phải. Xây cao rồi đó. Cái này mà bệnh viện này lên được bao nhiêu tầng rồi? Đất ở đây giá lên bao nhiêu lần luôn đó? Để được sao mà bên công ty về đây bán thôi, khu này bán cho cô. Chú cái đầu bệnh viện ngay chỗ cái mấy cái cột điện anh quẹo quẹo trái giùm em nha. Đây, bệnh viện Kiến Tường, quy mô 500 giường, phục vụ cho tất cả đồng bào ở đồng bằng sông Cửu Long. Và Campuchia. Và Campuchia. Đúng, chính xác. Ở đây là mấy cái tỉnh, mà không biết trong đây là nó xây nhà chưa nè. Anh về quảng cáo đại học đi Diệp 2 rồi, mau. Tính ra nó xây cũng mấy tháng mà không? Từ có đèn đỏ chú. Đây là đường Nguyễn Tri Phương đó. Đây là đường Nguyễn Nhân Cảnh nha. Còn dưới đây là Nguyễn Nhân Cảnh. Nhà phố đây.
mình là xe xuống dưới không vậy? Mình B17. Anh còn xe đó chờ mình giao luôn á. Rồi bán cái này được không? Mấy mốt cái khu này mình mở tiệm bông gòn là ok. Chú ơi, chú dừng ở gần đây là được rồi. Cổng bệnh viện ngon nha. Trời ơi, cổng xuống. Còn đây, bệnh viện đằng sau lưng bệnh viện đây. Chứ nãy đứng ngoài đó nắng. Anh không có nhận được không? Đất đối diện bệnh viện. Dạ được. Không có nhận được. Chú nhận lô đi. Đây là đại gia không à, mấy chục lô một người nè. Bây giờ đang xuống thiên thận đất. Bệnh viện á, mà nó lên bao nhiêu tầng á, là đất ở đây lên mấy nhiêu lần. Bệnh nhân kia càng nhiều. Anh có định mua đất ở đây không? Dạ anh đang tính đầu tư một mặt bằng để bán bông gòn đây. Anh xem có nền nào được thì em bán bông gòn với lại nước muối sinh lý để ra tài á. Các loại thuốc tây. Thời bị giàu á. Ồ. À bây giờ ổng đang dẫn mọi người đi xuống dưới kia để ấy chứ đúng không? Dạ đúng. Chút đợi chút quay lại mình đi. Nhận nền đất. Giữa trưa nắng. Ê, còn 17 nữa. Rồi, giờ tới 17 đây. Cái này giới thiệu cho người ta đây xong rồi. Chị 22, 23. Ủa, anh giáp thì xin số điện thoại không? Ừ, xin luôn đi. Xin số điện thoại anh đậu anh. 0903. Sáu sáu tám bảy chín chín. Ok, anh kêu xuống nhiều, xuống nhiều trên bàn xe phải giữ đây. Đại ca, đại ca, đại ca, xịt em 20 cái đại ca vui không? Đó, đi nhận đất là vậy đó, vui không? Đâu em? Giờ hết sơn rồi, không có ghi được hả? Ok. Đang định quay luôn nè. Hình như đây qua bên đây phải không anh? Đây. Đó là lô gốc.
Đúng không đó? Đó, chỉ vô chỗ nào lại coi trên. Đây phải không? Vậy là giống như lô gốc mẹ rồi. Wow, miếng này được á. Trước mua không để ý chứ bây giờ nó giống như lô gốc cha rồi. Lại gần chút nha, coi cái cọc đó nè, coi cái cọc đó nè. À, cọc đâu? Cọc đây. Ra bên kia. Đúng không? Đúng không? Anh ơi, góc xéo xíu. Góc xéo là từ góc bên đó hả? Ủa còn cái vỉa hè đâu ta? Vỉa hè đó. Ủa nếu mà cái lô 31 thì nó nằm ở đâu? Đây cái lô này. Ủa sao giống như lô góc vậy cha? À. Ờ vậy mình làm như lô góc rồi. Ờ mình giống như lô góc luôn rồi. Rồi đây. Nằm ngay trục đường chính. Đường 22m. Lô nhưng gần góc hai ngã tư hai ngã ba à, đối diện bên kia là một cái nhà phân phối nhà khoán 0903 668 799 668 à 0903 668 799 rồi ok ha nhận đi giùm nha mày chụp đi bán cho khách tao coi thường mà chưa bị. Anh kia này là bán đất của anh Giáp nên là Giáp mời rồi đấy. Giáp mời ai? Bán bao nhiêu rồi? Dư ăn cho quán bán được.